Dạ, em tên là Giao Quỳnh Anh, năm nay em 24 tuổi, em quê ở An Giang. Từ nhỏ em cũng đã có cái bệnh là thoát vị bằng tủy. Khi mới sinh ra em cũng có mổ tủy, rồi sau đó là em bị di chứng, là hai chân với cái phần chi dưới của em á nó bị liệt vì em không có cảm giác. Rồi lớn lên thì em cũng có đi học, thì em cũng có nẹp chân, cũng có hàng một cái cặp đó để đi học. Thì bữa đó là em đi toilet, em tắm ra này kia, thì em đang đi thì vô tình nó té, nó sụm xuống, nó sụm chân em xuống, rồi em kiểu bị trẹo á, chứ em không thể nào đứng lên được nữa. Và từ đó cái tới nay thì em không có đi đứng được, nghĩ là xe lăn, rồi nó bị sưng, rồi nó viêm khớp ở chỗ này nè, nó Nhất sưng nó đau nhất. thấy nó sinh hoạt mà nó thì tới đi lùi không được, nhưng ta mình cũng tuổi cũng đau lòng lắm, thấy mỗi lần mà nó nói nó đau cô đâu có chịu nổi đâu. Nghĩ là mình chăm sóc nó từ nhỏ tới lớn rồi mà tự nhiên bây giờ nó bị như vậy, cô sợ nó ngồi yên chỗ. Ngày kia cũng kiểu tinh thần mình nó xuống, rồi mẹ nó nói thôi là để mẹ dẫn lên khám, rồi tình hình rồi bác sĩ Vũ vô khám, rồi bác sĩ Vũ mới nói là cái ca của em là nó bị đứt dây chằng rồi, cho nên là cái chân em nó yếu. Cô chỉ là ước nguyện là nhờ bác Vũ, là cũng như là tin tưởng bác Vũ đó, là gắn cái dây chằng cho em, nó sẽ cứng cái giò đó cho nó đi sinh lại, đi lại sinh hoạt bình thường như trước kia vậy đó, chứ để nó như vậy hoài thì mình cũng thấy cũng đau lòng lắm. Mong muốn cho nó là ca mổ thành công, cho nó đi đứng lại bình thường thôi, nó chứ không muốn gì hết, lại muốn cho nó cái giò nó cứng cáp như bình thường thôi. Vậy đó là cô rất là mừng rồi đó, cho đừng đừng có như là trước mổ mà nó lì 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 như vậy, nó đứng không được, em nó cứ đứng là nó sụm xuống, đứng là đứng sụm xuống, không có ghi cái gì mà để chịu được cái giò của nó hết trơn á. Cô chỉ mong muốn mà để dây chằng nó vô, nói dây chằng cho nó đứng lại bình thường như người ta thôi, chứ là cũng không phải là mong muốn về nó đi tự một mình nó là gì, nó thì giống vậy nó phải cũng phải đi tó rồi, nhưng mà cái giò phải cứng mới đi được. Thì một chút xíu nữa em bước vào cuộc mổ thì em cũng run, cũng lo. Tại vì giờ đó giờ lúc trước mổ thì nhỏ quá, mình không biết gì thì không sao. Giờ mình lớn thì mình cũng đã từng nhìn qua những cái video clip mà bác sĩ Vũ mổ, thì em cũng hơi sợ. Nhưng mà nghĩ tới cái điều lạc quan á, là sau khi mổ mình sẽ được đứng lên bằng hai cái nạng của mình tự bước chân đi được, không cần phải xe lăn, không cần phải người đỡ, em cũng rất là vui. Bé là bị viêm tụy, nghĩa là bé đã đi đứng khó khăn rồi, thì đôi khi mổ sẽ làm cho di chứng nó nặng nề hơn, làm cho bé khó di chuyển hơn nữa. Thứ hai nữa là tỷ lệ thành công rất thấp, bởi vì với phương pháp mổ bình thường, nếu lấy gân tự thân á, thì vô tình chúng ta đã làm cho cái chân bé bị yếu đi và khả năng hồi phục gần như là rất thấp. Nhưng mà chúng tôi đang có dây chằng nhân tạo và bác sĩ giải thích một cách rõ ràng là cuộc mổ này bác sĩ chỉ mổ để cho giúp cái chân bên trái mình bị vững lại, có thể vững lại và đi lại trên lô nạng của mình. Có rất nhiều khó khăn bởi vì sao? Khó khăn thứ nhất là bé bị viêm tủy, không thể nào mà gây tê được mà chúng tôi phải gây mê. Thứ hai nữa là cái vùng cơ của bé đang bị teo, gần như cái đôi chân bị ưỡn. Khi mà phẫu thuật và để định hướng cái sợi dây chằng rất là khó khăn.
ba lỗ này thì hai lỗ này dùng để lò xo để kiểm tra dây chằng, cái lỗ này dùng để mình kiếp thì dùng để tạo lên. Hồi lúc trước á thì cái chân của em á kiểu như giật rè giật lọi á, nó không có được cứng cáp, nhưng mà sau khi mổ á, dù là động tác nhỏ thì chăng nữa em vẫn giữ được cái chân của mình ở cái cố định cái mức đó để mà mình có cái sức giới hạn của mình nó như thế nào. Hôm nay là đúng tròn 2 tháng rưỡi sau có cuộc phẫu thuật mổ dây chằng nhân tạo của em là do bác sĩ cho em Vũ phẫu thuật. Thì đến ngày hôm nay 2 tháng rưỡi thì em cảm thấy là em đi rất là tốt. Em có thể trở lại như trước mà sau cái chấn thương đứt dây chằng đó. Trong rộng thì rất là vui vì sự kỳ vọng của bác sĩ, rồi sự kỳ vọng của mẹ. Cái niềm mong muốn của em á thì nó cũng trở thành sự thật, nó tốt hơn lúc trước mà em bị chấn thương luôn. Tại vì bây giờ cái chân em đi nó rất là nhẹ, em có thể là uyển chuyển hơn nữa. Hôm nay em đã được đi lên cầu thang rất là vững như trước. Trong lòng thì cũng rất là vui tại vì mình đã trở lại như trước rồi, nó không còn vấn đề ngăn cản em cái gì hết. Em có tinh thần thoải mái, vui chơi này kia, học hành, cứ tiếp tục phía trước nữa. Chứ em không còn ủ rũ nữa, không còn buồn nữa.